Boss đang quay trở lại anh em ạ. Đó là cái cảm nhận của Thành khi mà Thành nhận về cái bộ đôi GSB và GSR185LI này. Đây là những cái máy sử dụng động cơ không chổi than, nhỏ, gọn. Con này có búa, con này không có búa. Và lực cũng khá là ok ha, tới 50 Nm. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là mức giá rất dễ tiếp cận. Để mà sở hữu nó thì anh em chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 3,1 triệu thôi là anh em đã có một bộ ngon lành để về xài rồi. Không chổi than mà giá đó là ok đó nha anh em. Nhìn qua đối thủ thì anh em sẽ thấy là Makita sẽ không có những cái mã sản phẩm ở trong tầm giá đó. Còn DeWalt thì cũng có, nhưng mà có thể là nó sẽ cao hơn một tí xíu nha. Bộ này Thành thấy giá rất ok. Chi tiết như thế nào cùng nhau đi xem nhé. Với dòng sản phẩm này anh em sẽ có khá nhiều sự lựa chọn về combo. Anh em có thể mua thân máy không, hoặc mua bộ một pin, hoặc mua bộ hai pin. Giá thì Thành sẽ để ở đây cho anh em tham khảo nha. Ví dụ nha, con GSB 185Li thân máy không là khoảng 2 triệu, một pin là khoảng 3,175 triệu, hai pin là khoảng 3,854 triệu. Hai pin và một pin á, trên nhau tầm khoảng 700 ngàn. Nhưng mà cái cục pin của cái bộ này là pin 2 chấm. Nếu anh em mua lẻ nó sẽ rơi vào đó tầm khoảng 1,3 triệu cho một cục pin này. Nhưng mà nếu như mua combo thì nó trên nhau có 700 thôi. Nên nếu anh em xài nhiều thì anh em lấy cái bộ 2 pin. Nếu anh em xài ít thì anh em lấy bộ 1 pin cũng được. Ngoài ra nó sẽ có cho anh em một số những cái món phụ kiện. Ví dụ như là mũi khoan nè. Đây, GSB là anh em sẽ có 4 mũi khoan sắt, 4 mũi khoan gỗ và 4 mũi khoan tường. GSR thì anh em sẽ có 6 mũi sắt và 6 mũi gỗ. Hấp dẫn ha. Đó là nếu như anh em mua combo nha. Rồi nó còn có cho anh em một mớ những cái đầu vặn vít. Adapter vặn vít. Các hãng khác không có mấy cái phụ kiện này nha anh em. Đây là một cái mà Thành phải nói tới ha. Nếu anh em mua lẻ thì nhiêu đây phụ kiện nó cũng sẽ rơi vào đó tầm khoảng 200-300 ngàn gì rồi. Đó là tính giá rẻ đó nha. Cục sạc. Và đặc biệt là vali. Vali bộ này rất gọn. Đó, rất là gọn gàng. Cái dòng này của Bosch thì sẽ bảo hành chính hãng 6 tháng. Bởi vì nó không phải là dòng heavy duty, mà là dòng hướng tới những cái người dùng gia đình hay là người dùng không chuyên DIY. Anh em nhớ hay mua những địa chỉ uy tín, và khi mua thì nhớ kiểm tra tem chống giả trên thân máy nha. Một điểm mạnh của dòng này đó chính là máy thiết kế rất là gọn gàng và nó nhẹ anh em. Ví dụ con này nè khoảng 909 gram, còn con này khoảng 930 gram. Thêm cục pin nữa thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1,3 kg, rất là nhẹ. Chiều cao của thân máy sẽ rơi vào đó tầm khoảng 20 cm. Còn chiều dài, ví dụ GSB là 18 cm, còn GSR là 16 cm, rất gọn. Vì hai con này thiết kế của nó là khá tương đồng nên Thành sẽ giới thiệu một con thôi nha, đại diện nha, GSB đi. GSR thì nó khác một cái là nó sẽ không có cái vòng để mà chỉnh cái chế độ búa thường vít ở đây thôi. Đây anh em coi nè, nó chỉ khác một chỗ vậy thôi nha. Nó ngắn hơn tí. Về cấu tạo thì nó cũng giống như những cái con khoan thông thường thôi. Cái này là một cái cò điều tốc nè. Công tắc đảo chiều nè. Rồi vòng vặn chỉnh chế độ khoan búa, khoan thường, vặn vít. Xuống phía dưới này chúng ta cũng có một cái công tắc chỉnh chế độ 1, 2, tốc độ nhanh chậm, lực mạnh yếu. Rồi cái đầu vặn của nó, đây là một cái đầu rất là chất lượng nè, đầu kẹp auto lock bằng kim loại, kẹp tối đa 13 ly. Và cái đầu này vặn rất là êm, không bị những cái tình trạng kẹt hay là kêu rạc rạc như một số hãng khác ha. Đầu này chất lượng tốt hơn, đánh giá cao đấy. Máy này thì sản xuất ở Malaysia nếu như anh em quan tâm. Đó. Xuống dưới này chúng ta có một cái đèn LED khá là nhỏ.
gọi là xài được thôi, chứ không có phải là sáng. Và cái đèn led này nó cũng có một cái điểm rất là hay ở chỗ là nếu mà cục pin này nó sắp hết thì cái đèn này nè, khi chúng ta bấm thì nó sẽ nháy nha, nó sẽ nháy khoảng 2-3 cái gì đó để chúng ta biết là ồ, cục pin sắp hết rồi đó, đem đi sạc đi. À, đây là một điểm rất hay, bởi vì cục pin này nó không có cái nút hiển thị dung lượng, nên là có cái chế độ đó ở cái đèn led này nó sẽ rất là có ý nghĩa. Hai con này cơ bản thông số kỹ thuật của nó là giống nhau, chỉ có một cái là con GSB thì có khoang tường, còn con GSR thì không nha anh em. Về chi tiết thì như sau: tốc độ không tải của nó ở cấp độ 1 đó là từ 0 tới 500, cấp độ 2 lên tới tối đa là 1900 vòng trên phút, cũng rất là nhanh nha. Nhịp búa đập là lên tới 27.000 nhịp trên phút đối với con GSB. Lực xoắn tối đa ở hai chế độ lần lượt là 21 và 50 Nm. 50 là một mức khá thoải mái để mà chúng ta có thể sử dụng ở gia đình hoặc là DIY ha. Máy có khả năng khoan thép và gỗ lần lượt là 10 và 35mm. Còn khoan tường thì con GSB là khoan được 10mm nha anh em. Cái này là đường kính mũi khoan chứ không phải là độ sâu nha. Giờ Thành sẽ test thử vặn hai con vít này vào trong miếng gỗ này ha. Đây là một miếng gỗ này, khá cứng đấy. Ngon lành. Này nữa nha. Ok luôn. Vít 7 phân mà nó vặn vậy là cũng khá là ngọt đấy ha. Ok đấy, mạnh đấy. Giờ Thành sẽ test khoan gỗ với một mũi 35mm nha. Ok luôn. Quá ngon lành. Này anh em coi đi. Bây giờ Thành sẽ test khoan tường với một cái mũi 10 nha anh em. Anh em nhớ chuyển qua chế độ búa nha. Rồi vô nè. Thêm mũi nữa nha anh em. Đây là một bước tiến rất là tốt về giá của Bosch ha. Chất lượng build thì Bosch luôn làm rất là ổn. Thành thấy đánh giá cao cái chất lượng build và độ bền. Bosch làm đồ rất là bền nha. Chạy êm ái, máy gọn gàng, nhẹ, giá dễ chịu. Anh em thấy sao về bộ này ? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới phần nhận xét để mà chúng ta nói chuyện thêm nhé. Cảm ơn em đã xem hết clip này và đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu anh em chưa đăng ký kênh Kết Nối Tiêu Dùng, để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai, cũng như là giúp Thành nhanh chóng đạt được nút bạc với 100.000 lượt xúc nha. Để mua hàng thì anh em có thể mua trực tiếp trên website ketnotiêudung.vn hoặc anh em gọi vào hotline Thành để ở bên đây. Anh em cũng có thể chat với nhân viên Kết Nối Tiêu Dùng ở Zalo bằng cách là anh em vào Zalo nè, search Kết Nối Tiêu Dùng, sau đó bấm vào nhắn tin chat trực tiếp với nhân viên của mình Thành nhé. Và anh em nhớ hãy liên hệ ở trong cái khung giờ mà Thành để ở đây để mà được hỗ trợ kịp thời nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.